Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, comment cảm xúc cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thông báo với mọi người một xíu là Bảo có cái kênh Hàng Bảo miền Tây đó các bạn. Cái kênh đó bắt đầu từ bây giờ sẽ phát những cái clip ngoại cảnh như là ở đồng quê. Với lại cho anh nhau cho nó vui, mọi người muốn giải trí hãy qua đăng ký kênh Hàng Bảo miền Tây để mà xem những cái clip vui của anh em trong cái mùa nước nổi này nha. Để tiếp thêm cho anh em trong nhóm có nhiều cái động lực mà làm thêm nhiều clip nữa. Chân thành cảm ơn mọi người. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghe một cái câu chuyện của ông Tám Phong. Thì ông Tám Phong năm nay ông đã được 69 tuổi rồi. Và ông có chia sẻ một câu chuyện mà ông nói rằng là khi còn nhỏ khoảng chừng 17-18 tuổi đó, thì vào những cái buổi trà nước của những cái ông già ngồi nói chuyện với nhau, tám chuyện đời xưa, thì ông có nghe rất là nhiều câu chuyện. Nhưng mà câu chuyện ông nhớ nhất là một câu chuyện kể về một cái ông thầy Pháp vào cái thời xa xưa các bạn. Thì do là cũng quá lâu rồi, và câu chuyện này là lúc mà ông còn nhỏ được ông bà người lớn kể lại. Thì ông cũng không có nhớ rõ là hồi đó mấy ông cởi là mấy ông cởi vào cái thời điểm nào. Chỉ biết rằng là theo như cái lời của mấy ông cởi là đây là một câu chuyện xa xưa xảy ra vào khoảng cái thời gian á mà còn quan quyền này nọ đó, chứ không phải là thời gần đây nha. Thì lâu rồi chúng ta mới có một câu chuyện xa xưa, và cái câu chuyện xa xưa này cũng khá là hay. Kể về một cái ông thầy Pháp. Cái ông thầy Pháp này phải nói là ông rất là tài tình nha các bạn. Kêu bằng rất là giỏi luôn. Thì bắt đầu câu chuyện nó sẽ như thế này. Thì hồi đó đó vào một, có một cái làng. Cái làng này thì hồi nào giờ ma cỏ cũng nhiều chứ không phải ít các bạn. Nhưng mà thời buổi đó thì dân cư còn thưa thớt lắm. Họ sống là cách xa xa nhau không mà chứ không có gần. Thậm chí mỗi nhà muốn đi qua nhà kế bên ít nhất cũng phải dài 300 thước. Và cái con đường thường thường á, thì họ không có nhiều đường như mình bây giờ, mà chỉ có một cái con đường chính. Còn những cái con đường nhỏ, đường phụ thì do là tùy theo bà con ở đó người ta làm ăn làm sao, người ta công việc của người ta đồng bá như thế nào thì người ta tự mở ra thôi, chứ không có nhiều cái con đường tắt. Thì làng xóm này á, đó giờ ma cỏ nhát cũng nhiều nha. Và vào ban đêm á, thì ít có ai mà người ta đi, trừ khi những người mà quá gan thôi thì họ mới đi. Chứ còn những cái người bình thường này nọ thì muốn đi đâu đó để làm cái công việc gì, hay là ai thuê ai mướn cái việc gì thì họ phải đi thành nhóm. Ít nhất là cũng phải là 3-4 người. Ma cỏ nhiều như vậy, nhưng mà nói như chung cái thời đó thì ma nhiều thì mình sống từ từ mình cũng quen các bạn. Nhưng mà từ khi có một cái sự việc diễn ra là trong cái làng này là có một con tinh nha các bạn. Có nghĩa là nó thành tinh, nó thành quỷ, giống như bây giờ mình nói là quỷ thành tinh vậy đó. Nó thành tinh cho nên là cái kiểu mà nó quá hình được. Thì từ khi mà trong cái làng xóm này xuất hiện những cái hiện tượng lạ và những cái sự xuất hiện quyền bí và gây bất lợi cho bà con ở đây, thì đầu tiên có thể kể tới cái ông đó. Cái ông này thì ông độ chừng 40 mấy tuổi, 42-43 tuổi gì đó, mà ông rất là gan nha. Kêu bằng ban đêm ban hôm gì hồi xưa ma cỏ làm sao đó là ông đi không sợ gì hết. Thậm chí ông gặp ma mà có khi ông lại cầm cây, cầm giáo này nọ, ông vượt ma. Ông gan tới cái mức độ vậy. Thì tối đêm nào cũng vậy. Ông này thì ông làm cái nghề mà giống như hồi trước ta kêu là cái nghề gõ chiêng đó các bạn. Thì tới cái giờ, thì giống như bây giờ mình gà gái sáng này nọ ha. Thì tới cái giờ đó thì ông sẽ đi. Ông đi vòng vòng giống như là ông báo chiêng cho người ta biết là bây giờ là canh mấy. Rồi sắp tới canh mấy. Ông sẽ đi gõ chiêng cho người ta biết. Thì cái việc làm này á, thì ông không phải là cái thu nhập chính của ổng, nhưng mà dẫu sao vẫn tiếp thêm một phần nào thu nhập cho ổng, cho nên là ổng làm hàng ngày, ổng không có bỏ ngày nào cả. Thì cái bữa đó đó ổng cũng vẫn đi như bình thường thôi. Mình nói như giống như là 2 giờ sáng của mình bây giờ thì ổng mới đi. Ổng đang đi gõ như vậy á, thì ổng mới gặp ở phía trước người mình á là có một cái người đi ngược đường trở lại. Nhưng mà làm như là thấy mình đi tới thì cái người đó đứng lại, đứng bên đường.
Ông này ông mới đi tới. Ông đi tới thì ông dòm coi là ai, mà sao mà mới có giờ này đi ra khỏi nhà mà sao dòm tướng giống như là kiểu mà đàn bà con gái quá. Cái ông mới đi lại gần. Ông đi lại gần thì có một cái cô gái. Cái cô gái này kêu bằng đẹp cực kỳ nha, rất là đẹp. Thì cái ông này ông mới đi ngang, ông gặp cô gái này quá đẹp rồi, nhưng mà sao là không phải là người của cái làng mình, bởi vì ông không có quen cái mặt. Ông mới dòm, ông mới hỏi á, ông nói ủa cô ở đâu mà sao cô qua đây. Mà cái cách ăn mặc của cái cô gái này như thể là một cái người mà mình có thể gọi vào hai cái từ là quyền quý hoặc là quý phái. Mặc đồ lụa không à, mà nhìn rất là đẹp nha. Thì cái tay cũng cầm cái giỏ giống như thể là đang đi thăm bà con vậy đó. Thì cái cô gái này còn nói với ổng á là tôi đi thăm người quen. Người quen tôi ở gần đây, thì cũng hỏi, cũng nói chuyện theo kiểu là chú có biết cái người đó hay không. Thì cái ông chú này ổng nghe nói thì ổng biết nha các bạn. Tại vì thật ra cái cô gái này á không phải là người, mà nó là một con tinh. Cái kiểu nó che mắt mình á, nó làm cho mình thấy nó là một cô gái đẹp. Cái ảo giác của mình thành như vậy thôi. Đó, thì lúc đó nó mới nói là nó ở gần đây có một cái người bà con của nó, và nó nói tên cái người đó luôn. Thì cái ông này ông mới nhớ là cái tên này á là ở cách đây, theo bây giờ mình nói như bây giờ mình đi, là cũng 5-6 cây số mới tới á. Thì ông biết, do là ông đi gõ chiên xung quanh Hà Rầm, một ngày ông đi bao nhiêu cái số lận. Cái ông mới nói với cô gái này ở chỗ này còn xa, mà sao mà cô đi giờ này, ban đêm ban hôm, con gái đi mình không sợ hả? Có gì đâu mà sợ, nhưng mà bây giờ tôi xa quá vậy, mà tôi đi quá lâu rồi, tôi mệt mỏi quá, giờ tôi không biết làm sao. Cái ông chú này á, thì ông gặp cái cô này đẹp quá đi, mà hồi nào giờ là ông cũng chưa có vợ, ông không có vợ con gì cả. Ông không có nghĩ là ông có vợ, nhưng mà gặp đẹp quá kiểu mà nó mê hoặc mà các bạn. Cho nên là ông cứ dòm thì ông là càng thấy thương cái cô gái này. Thì ông mới dẫn về nhà. Ông nói bây giờ nếu mà cô không ngại á, thì cô đi theo tôi, đi về nhà của tôi đi. Nhà tôi thì cũng nghèo, nhưng mà cũng có nước uống, cũng có cái này cái kia, cô ăn lót dạ, đợi sáng á, thì cô đi tới cô tìm người thân. Cái ổng mới dẫn cái cô gái đó, cô gái đã đồng ý các bạn. Nhưng mà kiểu mà làm cũng bẽn lẽn e ngại lắm nha. Cái đi theo ổng đi về tới nhà. Ổng mới dẫn vô trong nhà. Thì nó vô trong nhà luôn. Nó vô trong nhà, nó ngồi với ổng, ổng mới đi ra phía sau á. Ổng làm cái này làm cái kia, ổng định là làm mấy cái món ăn bình thường của ổng á. Nhà ổng thì có nuôi mấy con gà. Nhưng mà ổng nghĩ là khách đi ngang đường thôi, tại gặp đẹp thì kiểu mà thương thương vậy thôi, chứ cái kiểu mà nghèo như mình, nghèo sơ, nghèo xác như mình, xấu xí như mình. Rồi cái cô gái này có đẹp, có sang trọng như vậy, mà có còn trẻ nữa, thì làm gì mà mình có cửa với người ta. Thì theo kiểu là được ngồi gần người đẹp, được nói chuyện với người đẹp, hay là làm một cái gì đó cho người đẹp ăn, thì bao nhiêu đó thôi, ông thấy ra mãn nguyện rồi. Đó, thì sau đó đó, ông mới đi ra phía sau, ông mới định là làm những cái món mà có sẵn ở trong nhà đó để làm cho cô gái này ăn. Nhưng mà đối với những người bình thường thì không nói, nhưng mà đối với riêng ổng thì những món này là giống như nhầm khi bình thường không có dám ăn nữa. Ổng để dành ăn là ít à, nhưng mà bữa nay có cô gái này đó, ổng mới vô ổng làm cái đồ ăn của ổng. Ổng làm, nhưng mà ổng mới làm xong ổng đem ra ngoài trước cho cái cô gái này á, thì cái cô gái này theo kiểu giống như là ăn gượng ép các bạn. Cái ổng mới hỏi bộ cô ăn không ngon hả, hay là sao. Thì ổng mới nghĩ rằng là cái cô gái này là ăn mặc sang trọng như vậy, da dẻ con nhà giàu có như vậy, thì những cái món ăn mà mình cho là ngon lành của mình á, đối với họ chỉ là những cái món ăn mà họ phải ăn gượng, ăn ép thôi. Cái cô gái mới nói mấy bữa nay tôi đi đường gần đây á, thì không có ai bán cái đồ gì ngon hết trơn á. Thôi bây giờ tôi đưa cho anh cho ông một số tiền, ông mặn cho tôi con gà hay gì đó tôi ăn. Nhà của chú này thì có nuôi gà thiệt. Cái ông này ông nuôi gà thiệt. Nhưng mà ông chưa nói mà. Nãy giờ ông chưa nói mà không biết sao cô gái này biết đi. Thì cái kiểu mà cô gái này, ông mới suy nghĩ là chắc là cổ đón vậy thôi. Thôi tiền bạc vậy cô ơi, nhà tôi cũng có mấy con gà, thôi để tôi bắt tôi làm cho cô ăn. Thì ông mới ra phía sau, ông bắt ông làm cho nó ăn. Ông làm xong xuôi đồ ngon lành rồi ha, ông đem ra ngoài trước. Nó ngồi nó ăn các bạn. Ăn kêu bằng rất là nhiều nha.
cái ông này ông nói trời đất, cái cô này á chắc cổ đói dữ lắm, cổ ăn nhiều vậy mà sao cổ ăn nhìn cũng đẹp. Và trong mình, trong đầu người nghĩ như vậy rồi. Cái cổ ăn xong rồi đó, cổ mới nói, cổ mới dù quá nọng. À, phải nói thẳng là cái từ dù quá nọng. Rồi ông này ông quá mừng đi. Theo kiểu là ông bị bước vô mê cung vậy đó, ông quá mừng. Ông mừng quá mừng vì bây giờ mình làm gì mà mình có được một cô gái đẹp ngồi ngồi đối diện với mình mà nói chuyện với mình, rồi ăn chung bữa cơm với mình mà bây giờ lại có những cái thái độ như là rất là quý mến mình. Thì đêm đó ổng không đi gõ chiên nữa. À, thì sáng hôm sau khi mà ổng dậy rồi đó thì ổng không còn gặp cái cô gái này ở trong nhà mình nữa. Ổng mới nghĩ á, trời đất ơi, ông trời ông ban phước cho mình cái cô này lợi như vậy, rồi bây giờ cổ đi rồi. Thôi đành chịu chứ biết sao, nhưng mà với cái cuộc đời của mình á thì bao nhiêu đó nó đã mãn nguyện rồi. Đó, thì bây dài 3 ngày sau ông cũng làm cái công việc của ông hàng ngày như vậy, cũng trở lại bình thường, nhưng mà bà con người ta thấy ông á là mặt mày hớn hở, mà giống như kiểu mà ông được một cái niềm vui quá lớn đối với cuộc đời ông, riêng bản thân ông thì ông cảm nhận như vậy. Bởi vậy là mặt mày ông lúc nào cũng hớn hở trơn á, lúc nào cũng vui vẻ, rồi nói chuyện với bà con rơm rã các kiểu. Rồi tối nào cũng vậy, ông nằm ông ngủ thì ông cứ mơ màng lại cái sự việc của hôm đó. Rồi trong một lần á, ông nhậu nhẹt rồi ông mới kể ra với một cái người bạn thân. Ông kể ra người bạn thân của mình vậy vậy thì cái người bạn của ông á nghe cũng không có tin, và nói với ông một câu như vậy, nói cái kiểu này chắc mày gặp ma, chứ người nào mà sang trọng trẻ trung đẹp đẽ như vậy mà vậy với mày. À, thì kiểu mà nói chuyện qua lại mà. Cái em nói ừ mà không tin thì thôi, nhưng mà tôi là tôi nói thiệt á. Nó thì ông nhậu xong rồi thì ông mới đi về các bạn. Ông đi về thì bữa đó là cũng khoảng cái tầm là 9 10 giờ tối à. Ông về gần tới nhà thì ông thấy cái cô gái đó đứng ở ngoài cổng trước á, chờ ông về. Cái ông mới đi vô. Ông đi vô mà ông kiểu mà ông say sưa, ông chưa dòm kỹ nha. Ông bước lại gần thì ông giờ ông thấy cô gái này nữa, ông giật mình, ông nói trời trời trời. Em sao mà bữa nay em ở đây? Tại vì cái đêm hôm đó là đã xưng anh em rồi. Cái cô gái cổ mới nói á, thì em đi thăm bà con em rồi, mà bây giờ á em về, em nhớ anh, em ghé qua đây em thăm anh. Kêu bằng ổng giống như là một cái người mà bây giờ mình nói giống như là trúng số độc đắc, nghèo mà trúng số độc đắc vậy đó. Ổng quá xá mừng rồi ổng mới mời vô trong nhà. Mời vô trong nhà thì cũng ăn uống như cái kiểu như vậy đó các bạn. Và cái cô gái này lại cho ổng biết một cái tin vui nữa là em sẽ ở đây với anh một thời gian, sau đó rồi em sẽ về, em thưa với cha mẹ em giàu lắm. Về thưa với cha mẹ em xong xuôi đâu đó rồi đó, em sẽ tới và rước anh về chỗ của em để mà hưởng cái phú quý, cái vinh hoa, chứ anh ở đây cực khổ quá. Trời ơi, ông nói giống như là cuộc đời của ổng á là ổng nghèo khổ và trời Phật thương, trời Phật ban cho ổng một cái nhân duyên như thế này. Ổng mới mừng và ổng ở đó kêu bằng suốt ngày ổng ở trong nhà, nhưng mà đêm nay ổng ngủ thức dậy á, thì cái cô gái này không có đi ra bên ngoài nữa và ở thật sự ở lại đó với ổng. Thì ông ở từ các bạn, ông không đi làm luôn các bạn, 3 ngày trời ông không đi làm luôn. Mà cái việc mà đi gõ chiên như vậy á thì quan viên người ta giao cho ông phải làm, mà 3 ngày trời ông không đi làm, ở nhà không. Thì lúc đó đó quan người ta mới sai lính xuống và hỏi là ông có bệnh hoạn gì không mà sao ông không đi làm, ông không không báo ai một tiếng, đợi mấy mấy ngày nay không ai gõ chiên gõ trống gì cả. Thì cái người lính á đi vô trong nhà thì cái ông này ông mới sợ đi, ông mới sợ vợ mình đẹp quá, giờ lỡ mai mà quan quan thấy á, rồi quan nổi lòng với vợ mình thì sao. À, ông mới kêu là vợ ông là đi vào trong buồng ẩn nấp ở trong, đừng có đi ra. Nhưng mà cái người lính người ta mới đi vô trong nhà rồi gần vô tới nhà đó, thì khi ta đứng ở ngoài á là người ta la la lên á, người ta nói là ông sao ông không đi làm để quan hỏi quan trách. Thì lúc đó là người ta do là đứng ở bên ngoài cho nên là người ta không có nghe và cũng không có thấy được cái hình ảnh của cái ông này đó. Thì sau khi ông kêu vợ ông vào bên trong xong rồi ông mới đi ra, ông đi ra ông nói với người lính á, ông nói là mấy chú ơi vô nhà trước đi. Thì có 2 người lính, thì 2 người lính này lúc này mới dòm thấy ông, mới giật mình các bạn, bởi vì trước đó 3 ngày thì họ dòm ông á thì thấy cái phần ông cũng giống như là kiểu mà thức khuya mà kiểu mà đi đánh chuyên ban đêm mà, thì cái việc mà thức khuya như vậy làm cho con mắt nó có thâm quầng đen á,
là công chuyện bình thường, nhưng mà nó đen thì nó phải mờ mờ chứ đâu có đến nỗi mà nó đen thui đen kịt các bạn. Mà lần này hai người này dòm vô cái mặt của ổng giống như thể là một cái người mà cái mặt không có máu vậy đó, mà hai con mắt cũng đen luôn, nhìn rất là ghê, kiểu mà giống như hai người cũng giật mình tưởng ổng chết. Trời đất ơi, mới có mấy ngày mà sao mà ông làm gì mà ông tiều tụy như vậy đó. Thì cái ông này ông mới nói, ủa tôi đâu có gì đâu, tôi cũng bình thường mà. Sức khỏe của ông thì yếu ngay, nhưng mà ông cũng không có cảm giác được, không ảnh hưởng gì, bởi vì ông bị cái con tinh ở trong nhà các bạn. Giống như thể mà mình nói kiểu giống như là nó hút cái tinh lực, cái dương khí của ông vậy đó. Cái hai người lính mới đi vô, mà bước vô trong nhà rồi đó nha, cái hai người lính mới hỏi là ông bệnh hoạn rồi, chứ ông không phải là ông bình thường đâu. Ông đã bệnh rồi cho nên ông mới về, ông có mua thang thuốc gì không? Mà hai người lính này hồi nào tới giờ thì qua lại với cái ông này cũng rất là thân thiết. Cho nên là một người mới ngồi đó nói chuyện với ổng, còn một người là định là đi vô bên trong nhà coi là ổng có một mình ở nó mở à, rồi ổng có nấu thuốc nấu thang gì ổng uống hay không, chứ bệnh mà nhìn kiểu này nhìn y chang người chết vậy. Đó, thì cái người lính kia mới đi, cái ổng không cho, ổng chạy là ổng cản. Tại vì ổng sợ đi vô bên trong nhà ổng thì nhỏ, vợ ổng thì ở trong cái buồng, mà cái buồng đó thì vén ngang một cái là thấy hết trơn ở trong rồi. Ổng mới sợ là vợ, trong lòng ổng cái người này đã là vợ ổng rồi đó, thì ổng nghĩ là vợ ổng sẽ bị thấy, bởi vì ổng không cho, nhưng mà cái sức ổng yếu quá. Và hai người lính này thì cái sự quan tâm đối với ổng là người ta thật lòng đó, thì một người mới giữ ổng lại, thì ổng để cho nó vô trong coi coi. Thì cái người lính này mới đi vô các bạn. Đi vô thì kiểu mà nghĩ đó giờ ổng là có một mình nên ở trong nhà, đâu có ai khác đâu, thì cũng bình thường cũng dở màn ra coi coi trong buồng sao có để thuốc thang này nọ không, rồi đi ra sau bếp coi mà cũng không có thấy cái gì hết trơn. Còn cái ông này thì bản thân ông tưởng là người lính đã thấy vợ ông rồi, cái ông mới sợ á, là mình mang cái tiếng là giấu, tại vì dẫu sao vợ mình cũng không phải là người của vùng này. Ông mới nói với cái anh lính mà ngồi bên ngoài á, còn cái lính kia thì anh đâu có biết, anh đi vô bên trong rồi, anh đi vô trong buồng, anh đi vô trong bếp, anh kiếm thuốc rồi. Còn cái anh lính mà ngồi với ổng ở bên ngoài á, ổng mới nói á, nói nào nghe với chú á, là không phải là tôi giấu, mà tại vì cô vợ tôi á, cổ ở cái xứ khác, còn không phải ở đây, mà tôi chưa có xin phép quan cho cô ở. Mấy anh thông cảm, về đừng nói với quan, mất công quan trách cứ tôi. Ủa vợ ông là nào mà sao tôi không biết, ông có vợ nào? Thì ông này ông mới kể lại, ông nói là tôi mới cưới mấy ngày nay thôi. Rồi ông mới định là đi vô, ông kêu vợ ông ra, nhưng mà lúc này ông đi vô thì ông không thấy vợ ông đâu. Và ngay cả cái người lính cũng giật mình, cái người lính mà đi kiếm thuốc á, nó, ủa ông này ông nói gì vậy, vợ ông đâu, nãy giờ tôi vô tôi mở có thấy gì đâu, mà cái cửa bếp ông cũng đóng chặt kìa, khóa trong kìa. Ông mới theo kiểu ông ngơ ngác các bạn. Ông nói ủa, rõ ràng là mình dẫn vợ mình vô trong buồng, cho vợ mình ở trong đây, mà sao bây giờ mình đi vô rồi lại không hề gặp nữa. Thì ông mới tá hỏa các bạn, ông nói ủa sao kỳ vậy, sao kỳ vậy, rồi giữa cuộc vợ tôi đâu, vợ tôi đâu. Và nghe cái kiểu ông kể á, giống như cái kiểu là người điên, người 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 người, người mơ màng mới tỉnh vậy đó. Cái hai người lính này thấy không được rồi, hình như là có cái chuyện gì đó. Mà vào cái thời điểm đó đó thì những cái việc tâm linh nó diễn ra rất là nhiều các bạn đó. Thì hai người lính này mới dẫn ông đi ra ngoài sáng, dẫn ông đi ra ngoài sáng thì cả hai người ông mệt mỏi chừng các bạn. Ông ở trong nhà vậy đó mà ông thấy ông yếu yếu thôi chứ không sao. Còn ông đi ra ngoài nắng rồi đó nha, là cả người ông kêu bằng ơi ẩm mệt mỏi mà bước chân đi không nổi luôn. Thì hai người lính này mới thay phiên nhau cổng ổng về báo với quan vậy vậy đó. Khi mà quan gặp, quan cũng giật mình, nó trời đất ơi ông này ông bệnh hoạn nặng như vậy rồi mà sao mà bây giờ mới đưa ông tới đây, mấy bữa nay ông bệnh không có cho hay, ông không có đi gõ chiên ban đêm là đúng rồi, bệnh kiểu này mà sao đi được. Thì lúc đó quan mới đi kêu thầy thuốc, thầy thuốc người ta lợi á, người ta đón không ra bệnh. Người ta nói ủa sức khỏe của ổng thì yếu mà sao mà không có căn nguyên bệnh gì hết trơn, mà sao sức khỏe ông lại yếu như vậy. Thì cũng kê đơn kê thuốc cho ổng uống mấy ngày trời, 2-3 ngày trời, mà ổng nằm ở chỗ trong nhà của quan á, làm như ở trong nhà quan thì có kiểu mà có thằng nào giữ các bạn, cho nên là con tin nó vô không có được nha. Mà còn riêng ổng thì ổng cứ nằm, ổng cứ kêu là vợ tôi đâu, vợ tôi đâu. Ổng mơ mơ màng màng, ổng cứ nói vậy hoài. Và ổng là có lần ổng lại định chạy ra bên ngoài nữa, bởi vì ổng nói là vợ ổng đang chờ ổng bên ngoài. Thì chứng kiến những cái việc mà ổng mơ màng, ổng nói hay là ổng bật ngồi dậy là 1-2 ổng đòi ra ngoài này nọ các kiểu đó. Thì quan á, người ta mới suy nghĩ không lẽ ông này ổng bị trúng tà. Mà trong cái làng này á, trong cái làng này nó rất là lớn nha, thì ở cuối làng có một người hay gọi ông là ông thầy Năm.
Và hồi đó thì thường thường mỗi làng có ông thầy Pháp các bạn, bởi vì ma rồi nhiều lắm. Thì cái ông thầy Năm này là cũng có tiếng nha, có tiếng là giống như là trong đây là ông dữ dằn lắm. Nhưng mà nói sơ một xíu cho các bạn dễ hiểu nha, thì cái ông thầy Năm này không phải là cái ông thầy chính chuyện đâu, cái ông thầy kia kìa, ông thầy Hai Lỗ á. Mà bây giờ á thì ông thầy Hai Lỗ chưa xuất hiện đó. Thì ông thầy Năm á là ông là cái người có tiếng ở trong làng, và ông bùa phép rồi ông cũng dữ dằn lắm. Thì quan mới nói á là sai lính đi là qua bển mời ông tới. Thì khi mà mời ông thầy Năm tới, ông hỏi tường tận mọi chuyện. Thì lúc này cái ông mà ông bị cái con tin nó theo nè, cái ông gõ chiên này thì ông mới nói á, là ông cởi và ông giấu, nhưng mà trước mặt thầy Năm giấu đâu có được. Ông mới nói rõ hết luôn tường tận là ông gặp cái cô gái đó ra làm sao, và cái cô gái đó nói là người thế nào. Cái thầy Năm khi mà nghe kỹ hết rồi đó, thì thầy Năm mới nhờ cái người lính á, là đi mời cái người mà cái con tin nó nói á, là bà con của nó ở đó đó, là cái người đó cái ông gõ chiên ông biết mà. Thì cái người lính đó mới hỏi kỹ ổng là cái người đó ở đâu, tên gì. Thì ông nói rành mạch ra. Thì cái anh lính này mới đi qua đó, anh mời cả cái gia đình đó qua. Khi mà cái gia đình đó qua rồi và hỏi là có bà con của một cái người ở đó đó như là cái lời ông gõ chiên ông cởi hay không, thì gia đình đó người ta nói hoàn toàn không. Thì ông mới cãi lại, ông gõ chiên ông cãi lại, ông mới vợ tôi nói là tới thăm vô chơi này nọ tùm lum hết trơn á, rồi sau này rồi mấy ngày sau mới về, mà sao nói là không có được, vợ tôi là không bao giờ nói dối. Thầy Năm lúc này là biết rồi các bạn, vốn dĩ thầy Năm cũng đã có cái sự thắc mắc và cái sự nghi ngờ thời gian gần đây là hồi nào giờ á trong làng mình nè ma cỏ nó nhiều lắm, ngay cả thầy Năm mà cũng không biết cách làm sao để cho mà đuổi đi những cái vong hồn đó. Chỉ còn cái cách là giống như là bữa nay đuổi được chỗ này thì ngày mai lại xuất hiện chỗ khác, thì cũng ráng mà làm tới đâu hay tới đó thôi. Nhưng mà khoảng thời gian là gần nửa năm nay á, kể như là không thấy những cái hồn ma phát vượng nữa các bạn, bởi vì thầy Năm không biết được là trong đây nó có một con tinh. Khi mà con tinh này không biết nó từ đâu tới, mà khi nó đã tới rồi thì những cái vong hồn kia sợ các bạn, không ai, không có vong hồn nào mà dám bén mảng gần đây á, đi chỗ khác hết, biết là con tinh này nó dữ cỡ nào rồi đó. Thì thầy Năm mới suy nghĩ, thầy Năm nói nếu mà như vậy mà có thể hóa hình ra mà gạt ông như vậy, còn cửa nẻo ông đóng cẩn thận như vậy mà hai người lính đi vô lại không thấy vợ ông đâu, thì tôi chắc chắn rằng á là cái con này nó thành tinh rồi, cái con ma con quỷ này thành tinh rồi, chỉ có thành tinh nó mới làm cho ông á dòm thấy nó đẹp đẽ như vậy. Bởi vì cái lời thầy Năm này khi mà nói ra thì quan cũng đồng tình, bởi vì quan nói á một cái người mà có cái bề ngoài mà xấu xí như là ông gõ chiên này, cộng thêm ông ta nào vợ không có vợ có con và gia đình á thì lại nghèo nữa, mà cái lời nói sang trọng của một cái người cô gái mặc lụa là trông giống như là con nhà quyền quý thì làm sao mà để mắt thương ổng được, mà lại ở lại với ổng, mà con gái ban đêm ban hôm lại băng đèo lội suối để tới thăm bà con, mà cái người bà con đó là nó không hề quen biết. Thì lúc này á mọi người đều đinh ninh rằng cái lời thầy Năm nói là đúng. Thì sau đó thầy Năm mới trị cho cái ông gõ chiên này là đâu có tuần lễ á, thì ổng mới từ từ hồi phục lại các bạn. Thì may mắn á, nghe là phát hiện ra kịp, chứ nếu không thì thầy Năm nói là cái ông gõ chiên này ổng chết rồi. Sau khi mà trị được cho cái ông gõ chiên xong, vấn đề nằm ở đây là làm sao để có thể là trị được con tinh, bởi vì khi nó đã thành tinh rồi á thì cái sự mình dùng cái từ là thông minh của nó đó khó lòng mà bắt nó được lắm. Thì sau đó thầy Năm kêu bằng dùng hết cách luôn các bạn, cả tháng mấy trời mà không thể nào bắt được con tinh đó. Mặt khác thì thầy Năm cố gắng dùng bùa phép của mình bao nhiêu cái tài năng là trổ ra hết luôn mà cũng không làm gì được con tinh này. Đằng khác thì có những người trong xóm, trong làng, những cái cậu mà thanh niên chưa có vợ đó, thì có người chết, người thì nằm liệt giường. Còn những người mà đàn ông mà có vợ rồi lớn tuổi á nha, thì bỏ bê vợ con, rồi đánh đập vợ con, mà cái tình trạng cũng y chang như là cái ông chiên này luôn, cái ông mà gõ chiên này luôn.
Thầy Năm kêu bằng bất lực luôn các bạn, khiến cho quan phải điều lính đi để mà tới những cái làng khác xem coi có ông thầy pháp nào ông giỏi hay không để mà mời về. Thì cái lúc mà lính đi á thì có mời về một ông, nhưng mà lính nói là cái ông này á, ông nói ông là ông thầy hai lỗ, là chiến này ông thầy hai lỗ xuất hiện này các bạn, mà hỏi ông quê quán ở đâu thì ông không nói, ông nói ông đi văn du vậy đó. Rồi tới chỗ này á, thì gặp mấy anh lính, mấy anh lính anh nói là làng sớm của tôi cũng cần thầy pháp vậy 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 đó, thì ông mới đi theo ông về. Ông đi theo về thì quan mới qua bển là kêu mời ông thầy Năm tới. Thì khi mà hai ông thầy nói chuyện với nhau á, thì ông thầy hai lỗ này cái cách nói chuyện của ông á rất là tự cao, và ông nói là bùa phép của ông á làm sao bắt được con tinh này, việc này á thì tôi làm được, nhưng mà phải trả công cho tôi lớn tôi mới làm được, tôi mới làm, chứ còn bằng không á là tôi không có làm. Thì quan ở đó người ta chấp nhận cái yêu cầu của ổng. Cái sau đó ổng mới suy nghĩ sao đó, ổng mới lại nói với quan á, bây giờ là ngoài cái việc mà thưởng tiền cho tôi thì phải cho tôi một phần đất ở đây để tôi ở đây, chứ bây giờ tôi cũng già cả lắm rồi, tôi cũng 60 mấy gần 70 tuổi rồi, tôi cũng không có đi nổi nữa. Và quan cũng chấp nhận cái việc đó. Thì sau đó đó ổng mới là đi và ổng nói với hàng xóm trong đây là tất cả những người trai tráng sau đó gom lại hết cho ổng chọn một người. Thì cái việc mà ổng chọn người á, cũng cả ngày trời á, mới ổng chọn được một người. Thì cái cậu này á, bảo đặt tên là cậu Tùng đi. Cái cậu Tùng này á là cậu là còn trai, cậu chưa có vợ, cậu sống với cha mẹ ở nhà đó. Thì gần đây á, cậu nghe cái việc đó cậu rất là sợ và cậu chỉ ở nhà thôi. Nhưng mà có người ở dưới bị, ở trên bị, nhưng mà cậu lại không bị. Sau khi mà chọn được cái cậu Tùng này rồi đó, thì ông thầy ông nói tao tao cho mày một số tiền, thưởng tiền cho tao, tao cho mày một số, nhưng mà mày phải làm theo cái lời của tao. Ban đầu ông thầy ông mới nói là cậu Tùng này làm theo cái gì cái gì, những cái việc đó nó cũng đơn giản thôi. Nhưng mà tới khi mà ông nói tới cái chủ đề chính á, ông nói á, tao cần mày á là dụ con tinh đó ra. Nghe cái từ mà dụ con tinh ra là anh Tùng này anh cũng rùng mình rồi các bạn. Và cha mẹ của ảnh là gần như là không có đồng ý, bởi vì sợ là con mình sẽ gặp nguy hiểm. Thì thầy mới nói á, ông thầy hai lỗ này ông mới nói á, trước đó đó là cái ông thầy Năm này nè, ông đã cho mỗi người nhà bùa này nọ, thì ông làm tạm thời thôi, chứ không mà trừ con tinh này á, để cho nó mà mạnh lên quá đó nghe, là lúc đó là hối hận không kịp. Được sự động viên của bà con hàng xóm cũng như là quan quyền có hứa đảm bảo lính đầu này nọ đi theo để cho anh đỡ sợ. Thì lúc đó anh Tùng anh cũng nghĩ cái chuyện là dù sao mình cũng giúp được bà con hàng xóm, cho nên là anh đồng ý. Thì suốt nửa tháng đầu nha các bạn, là ông thầy này á, ông không cho anh Tùng làm bất cứ một cái việc gì hết trơn á. Ông chỉ nói với quan và huy động mọi người á, là lấy những cái món ăn ngon để tẩm bổ cho anh Tùng này thôi. Kêu bằng nửa tháng trời là chỉ là ăn ngủ nghỉ cho khỏe thôi, chứ không làm bất cứ một cái gì hết trơn. Còn bản thân của ông thầy hai lỗ thì nửa tháng này ông cũng thư giãn, ông thư nhàn lắm, anh không có làm gì nhiều. Thầy Năm sợ cho nên là làm tất cả những việc có thể. Còn ông thầy hai lỗ này thì ông nói ông làm cái chuyện đó thì ông làm đi, chứ còn mà tôi thì tôi có cách riêng của tôi rồi. Cái cách nói chuyện của ổng, mặc dù thầy Năm đã rất là nhã nhặn và muốn là cùng với ổng để bàn tính làm sao để có thể bắt được con tin và cái kế hoạch nó như thế nào, thì ổng không có chịu nói. Ổng nói là ông không có xứng tầm mà bàn với tôi. Tiếp theo đó là cái cách nói chuyện của ổng, và người ta hiểu rằng là ông thầy hai lỗ này ổng nói á, là bất kể thầy pháp nào, chỉ cần mà hơn được tôi á, là tôi bỏ nghề. Ông tuyên bố thẳng một câu như vậy. Thì trong nửa tháng đó, bà con hàng xóm nghe theo cái lời của quan đã cất cho ông, dựng cho ông một cái nhà. Thì ông qua cái nhà đó ở và ông dẫn cậu Tùng này theo. Cũng vậy đó, dẫn về trong nửa tháng sau nữa là tính được cả tháng đó các bạn. Là chỉ cho cậu Tùng là ăn uống thôi, ăn uống ngủ nghỉ này nọ thôi. Cho nên là từ từ cậu Tùng á, nhìn cậu Tùng mà thấy trước nghèo mà, đâu có đồ ăn ngon vật lạ để ăn đâu. Còn bây giờ thì ăn đồ ngon này nọ tẩm bổ vô là cậu tướng tá cậu phát ra, sinh lực cậu tràn đầy. Và thêm vào đó là cái những cái món ngon đó, thì ông thầy hai lỗ á,
làm như ông cố quý ông chọn những cái loại mà ăn vào nửa tháng đầu thì ăn kêu bằng đồ ngon, đồ mặn, đồ ngon không à. Nhưng mà tới nửa tháng sau á thì vẫn cho ăn đồ ngon nhưng mà không cho ăn những cái loại động vật. Chỉ cho ăn những cái loại rau hay là nấm này nọ mà làm rất là ngon nha. Thì cậu cũng rất là hài lòng, bây giờ nghèo mà ăn được cái đó là mừng lắm. Ăn cho nó nửa tháng sau ăn như vậy xong rồi đó, thì cái bữa đó ông mới nói á, là ông nói với quan trước, ông nói là tối đêm nay á là quan á phải kêu là lính á, là mặc đồ lính này nọ xong mới nghe, và đứng theo cái vị trí của ổng là đứng chặn ở đầu làng và cuối làng, cái kiểu là chỉ cần mặc cái đồ đó vô cộng với bùa phép của ổng thì cái con tin này nó không có chạy ra được. Thì sau đó ổng mới nói với lại anh Tùng á, còn mày á thì tối á mày đi gõ chiêng đi, mày thay cái việc cho cái ông gõ chiêng, mày đi gõ chiêng đi, cứ đi gõ chiêng. Thì anh Tùng này anh cũng lo, tại vì bây giờ tới lúc anh làm rồi, anh mới nói thầy ơi vậy thầy có đi sau con hay thầy đi sao không? Ừ tao đi sau mày, mày cứ đi đi. Nói là nói như vậy thôi các bạn, nhưng mà làm thầy hai lỗ này ông rất là giỏi nha. Ông tự cao thì tự cao nhưng mà thật sự cũng rất là giỏi. Ông biết là mấy ngày đầu là cậu Tùng này đi 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 vậy thôi chứ con tin nó không ra đâu. Ông biết cái chuyện đó. Cái cậu Tùng thì cậu cứ đinh ninh rằng là ông thầy hai lỗ cũng đi theo, nhưng mà thật ra là không có đi. Cậu Tùng có đi có mình nè. Cậu đi một ngày đầu cậu run, cậu sợ, cậu bước từng bước, cậu gõ chiêng mà cái giọng cậu cà rung á. Thì đến sau sau khi mà cậu đi xong một cái làng xong cậu về á, mà đi giữa khuya không mà nghe, đi giờ linh không à. Về tới chỗ rồi thì ông thầy hai lỗ này ổng mới la. Ông nói mày á, mày gõ chiêng thì mày nói chuyện cho lớn lên. Mày mạnh dạn lên. Mày nói cái gì mà cái run run sợ mà con mắt mày láo lia. Ủa, lúc đó thầy đi theo con chỗ nào mà con không thấy mà sao thầy biết? Con nói chuyện run mà con mắt con láo lia. Cần gì tao đi theo mày? Tao cho lính tao đi theo mày là được rồi. Thì lúc đó anh Tùng á, ảnh mới suy nghĩ là cái từ lính mà ông thầy hai lỗ này ông nói á là lính của quan. Nhưng mà ảnh có biết là cái ý của ông thầy hai lỗ ông nói á là lính của ổng, là âm binh của ổng á các bạn, cho đi theo. Nhưng mà đi theo cái kiểu là ông thầy lỗ ông để cho mấy cái âm binh của ổng là đi xa xa ra chứ không đi gần, nhưng mà linh hồn mà nó có thể biết được và nó dòm ra được những cái biểu hiện của anh Tùng. Cái anh Tùng ảnh mới nghe nói rồi, cái ổng mới nói thêm mấy cái từ là ổng nói là mày yên tâm đi, mày đi lúc đó lúc nào cũng có lính theo mày hết trơn á, đi phía sau mày dữ lắm, mày đừng có sợ. Mà 3 ngày rồi phải không? Mày nhớ nha, đi xong 3 ngày rồi mày lại mày tường tận mày kể với tao coi mày thấy có thấy cái gì lạ hay không. Thì 3 ngày á anh Tùng đi và cũng không thấy gì lạ hết. Ông mới nói đi tiếp đi. Thì trong 3 ngày nay ông cũng cho ăn đồ ăn thanh đạm không mà nghe các bạn, chứ không có cho ăn cái loại động vật nào hết trơn. Cái anh Tùng ảnh mới đi, ảnh đi như vậy là ảnh đi liên tiếp thêm 1 tuần lễ, là tổng cộng là ảnh đi được 10 ngày rồi đó. Thì tới cái ngày thứ 10 á, ảnh mới thấy là thấp thoáng á, là làm như ảnh có cảm giác là có người dòm mình. Và dòm ở xung quanh đâu đó mà ảnh dòm hoài ảnh giờ không có ra. Ảnh dời xong rồi ảnh kể lại cho ông thầy hai lỗ nghe. Thầy hai lỗ sau khi mà nghe thì ổng mới suy nghĩ, ông suy nghĩ một hồi á, cái ông nghiệm mà lúc đó cũng có thầy Năm ở gần đó nghe các bạn. Bởi vì mặc dù là ông không muốn bàn với thầy Năm nhưng mà thầy Năm nghĩ mà mình cũng phải có cái trách nhiệm để giúp cho làng sớm, cho nên thầy Năm vẫn ngồi đó. Ông mới suy nghĩ rồi cái ông mới nói á, sắp rồi, cái đà này là nó sắp ra rồi. Thì sau đó ảnh mới kêu là mọi người giải tán, ảnh mới lại nói chuyện với quan. Ông thầy hai lỗ mới lại ông nói chuyện với quan, ông nói á, nửa tháng đầu á tôi cho cái thằng Tùng nó ăn là để nó ăn cho nó có sức khỏe, nó có tinh lực, nó có sinh lực. Thì con tin á, ban đầu nó bắt là nó bắt vậy đó, bất gì nó là nó thích nhất á, là những cái tinh lực của những cái thằng thanh niên mới lớn á. Còn những người hay gọi là những cái người mà chưa có vợ á, chưa có vợ có con gì cả đó, bởi vậy là cái ông trong chiên này ông xấu xấu nhưng mà cái tinh lực ông có, con tin nó bắt thì tôi mới cho nó ăn. Nhưng mà để trước đó đó là thầy Năm á, ổng đã đi vòng vòng rồi, ổng làm bùa làm phép rồi, con tin nó cũng tuy là nó mạnh hơn thầy Năm nhưng mà nó cũng không có dám làm bậy. Bởi vậy là thằng Tùng á, nó đi những ngày đầu nó không gặp gì hết trơn á, nhưng mà nửa tháng sau á tôi cho nó ăn, mà ăn những cái đồ
thanh khiết không à. Bây giờ con tin nó dòm vô thằng Tùng á, giống như là một cái cục mỡ mà con mèo mà nó gặp mỡ vậy đó. Cho nên á là mấy bữa nay nó chịu hết nổi rồi. Nó dòm thằng Tùng đi mỗi ngày nó chịu hết nổi rồi. Và nhưng mà nó rất là thận trọng. Nó cứ đứng xa xa nó dòm thằng Tùng chứ nó chưa chịu ra. Mà nó chưa chịu ra, nó chưa đối mặt với thằng Tùng thì tôi chưa bắt nó được. Thì Quang mới nói á, nếu mà thầy nói như vậy thì thầy dự định là khoảng bao lâu là cái con tin nó ra. Chứ bây giờ là bà con làng xóm người ta hoang mang dữ lắm rồi, dân tình người ta hoang mang dữ lắm rồi. Thầy Hai Lỗ ông mới nói yên tâm đi, nó chịu sắp hết nổi rồi, sớm muộn gì nó cũng ra. Thầy Năm, tôi nhờ thầy một cái á, là mấy cái chỗ mà thầy chắn yểm á, xung quanh trên cái đường đi chính nè, thầy gỡ sáng bữa nào thầy canh cái giờ nào á mà con tin nó nghĩ nó nghi ngờ nó không có xuất hiện á, thì thầy gỡ giùm tôi đi, vài bữa nữa thôi là con tin nó ra, nó sẽ nghĩ á, là ở đây là nản rồi, không bắt được nó và nghĩ là nó đi rồi, nó sẽ ra. Thầy Năm thì đồng ý theo cái sự cắt đặt của thầy Hai Lỗ. Bởi vì mặc dù thầy Năm không thích cái tính cách, cái cách ăn nói của thầy Hai Lỗ, nhưng mà thầy thừa biết được là cái khả năng của mình không thể nào hơn được thầy Hai Lỗ. Và thầy Năm biết á, thầy Hai Lỗ rất là giỏi bùa phép và luyện âm binh rất là giỏi. Và những gì mà thầy Hai Lỗ làm á, cũng rất là thích hợp. Những cái cách đó là đáng lý thầy Năm nghĩ không có ra, mà thầy Hai Lỗ nghĩ ra và kiên trì để cho cái con tin đó nó chịu không nổi và nó ra. Thì thật sự mà nói, thầy Năm rất là khâm phục thầy Hai Lỗ ở cái việc trị tà bắt ma. Còn về tính cách thì đương nhiên thầy Năm không thích rồi. Thì qua ngày hôm sau, thầy Năm Lỗ mới làm pháp này nọ đó, là để cho gỡ hết những cái chắn yểm của thầy dọc đường mà khi trước thầy đã làm để cho đảm bảo cái sự an toàn cho bà con. Thì thầy gỡ ra như vậy xong rồi tối đêm đó anh Tùng anh vẫn đi. Anh đi được 3 đêm. 3 đêm sau nha các bạn. Thì cái đêm thứ 3 đó mới là cái đêm mà anh cảm nhận rõ nhất. Cái anh đi và anh cảm giác là trời sao kỳ vậy? Sao bữa nay mình rùng rợn mình nổi hết da gà hết trơn vậy? Mình đi cũng lâu rồi mà đâu có khi nào mà có cái cảm giác này đâu. Mà sao bây giờ có? Và thấp thoáng á, anh dòm phía xa xa hình như có cái bóng đứng đó dòm anh. Anh sợ thì anh mới quay mặt lại anh dòm trước dòm sau vậy nè. Anh dòm trước dòm sau anh coi là có ai đi theo ảnh hay không. Mà sao có cái bóng ở phía trước đứng đó. Quan đã ra cái lệnh là bà con ban đêm ban hôm là không được đi ra khỏi nhà mà ai đứng đó dòm mình trời. Không lẽ là mấy anh lính anh đứng anh bảo vệ mình, hay là thầy Năm hay là thầy Hai. Mà lỡ mà không phải mấy người đó, lỡ mà con tin nó đứng ở đó rồi sao. Cái anh sợ anh rung. Anh rung cái anh mới đứng cái đó đó, anh không chịu đi. Anh không chịu đi, anh đứng cái nắng ná rồi cái anh suy nghĩ hoài và anh cứ cảm giác là ở phía đó có người đứng dòm ảnh. Cái anh sợ quá anh không dám bước tới nữa các bạn. Cái anh mới đứng đó anh đợi nha. Anh đứng anh đợi anh rung anh đứng anh đợi hoài đó. Cái anh canh cho tới mà gần tới giờ cái anh quay ngược trở về. Là anh không có đi, anh đi mới nửa đường là anh đi đã ngược trở về rồi. Nhưng mà anh về tới chỗ rồi đó thì anh báo với Quang, anh Tùng anh báo với Quang và anh nói rằng là con đi là giáp cái làng rồi và đêm nay á, thì con có cảm giác là có người dòm con, có cái bóng dòm đứng dòm con nhưng mà con không có thấy. Thì ông thầy năm á, ông tin vô cái điều đó nghe, tại vì thầy Năm thì cái khả năng bùa phép là không có bằng thầy Hai Lỗ. Ông nói ủa vậy hả Tùng, vậy là con thấy cái hình bóng đó nó ra làm sao? Tùng chưa kịp trả lời thì thầy Hai Lỗ đã lên tiếng, mày bớt nói xạo lại. Ở đây á là Quang, tao, có tao với Quang rồi á thì mày nói gian nói dối á nghe, là Quang bắt mày bỏ tù. Dạ. Con đâu có nói gì đâu thầy Hai. Không nói gì hả? Mày có đi hết cái làng đâu. Mày đi nửa làng là mày sững lại rồi. Cái dông nó tính ra rồi đó. Nhưng mà chính vì mày sững lại như vậy, mày không đi như vậy á, nó nghi ngờ, nó không ra nữa. Thì mày coi nè, tao cho mày đi thêm 5-7 ngày nữa, chưa chắc gì mày có cảm giác là cái dông nó ra. Tại vì nó nghi ngờ là nó không ra. Công sức từ trước tới giờ coi như là đổ sông đổ bể vậy đó.
Thì lúc này cái anh Tùng á, anh nghe cái lời buộc tội của thầy Hai Lỗ và cách của thầy Hai Lỗ nói chuyện với Quang, nó chính xác hết trơn luôn. Anh Tùng anh nghĩ là dù sao mấy người đó đứng xa xa mình thôi, mình đứng mình nấp mình ló chỗ này chỗ kia hồi mình đi dời chắc cũng không ai biết, mà không ngờ thầy Hai Lỗ biết hết các bạn. Tại vì ông cho âm binh đi theo mà. Đó thì lúc đó anh Tùng anh mới quỳ xuống anh xin Quang tha. Thì Quang đã có bắt tội anh làm gì, tại vì Quang biết ai vô trong cái trường hợp đó thì cũng phải sợ thôi. Cái Quang mới nói thầy Năm với lại thầy Hai, thì thằng Tùng á nói gì nói, nó cũng là cái người bình thường thôi. Biết rằng là mấy thầy bảo vệ nó, nhưng mà nếu là tôi á thì tôi đi vô tôi cũng sợ. Cho nên á là bây giờ anh mới, nếu mà muốn cho thằng Tùng á nó không sợ sệt nữa thì có cái gì đó đảm bảo cho nó để cho nó đi. Chứ để cho nó đi như vậy tôi thấy cũng tội. Thì thầy Hai Lỗ á, ông cực kỳ thông minh và ông biết là cái ý của Quang. Tại vì trước đó đó thầy Hai Lỗ đã nói với Quang rằng á là thằng Tùng á trên người nó phải là không có một cái bùa, không có một cái gì hết. Thì con tin nó mới xuất hiện ra được. Chứ còn có bùa, có này, có nọ là con tin nó khôn lắm, nó ranh lắm, nó không có ra đâu. Có nghĩa là thầy Hai đã nói và bàn với lại thầy với Quang như thế rồi, mà bây giờ Quang lại nói là phải cho thằng Tùng á nó có một cái gì đó bùa hay là cái gì đó trên người nó để cho nó vững tin hơn để nó đi, chứ trong lỏng trong liêu vậy đi cũng tội nghiệp nó. Thì cái ý của Quang á là muốn trong cái lúc này nè, trong cái lúc mà Tùng đang tâm trạng đang sợ hãi nè, đang sợ Quang phải bắt tội, rồi đang cố gắng hứa là sẽ làm tròn, mà nếu bây giờ mà mình đưa vào một cái liều thuốc tinh thần nữa là nói là có bùa này nọ trong người bảo đảm không sao, thì cậu Tùng này cậu sẽ vững tin và cậu sẽ không dám là không đi. Giống như là một cái đòn tâm lý như vậy. Thì thầy Hai cũng thừa biết được cái chuyện đó, cho nên là ông ta mới nói để tôi về tôi luyện một cái lá bùa này. Mà cái lá bùa này tôi luyện á nghe là cũng 2 ngày mới xong nha, cho nên là 2 ngày nay á thằng Tùng mày đừng có đi, tao luyện cho mày một lá bùa mà dù cho cái con tinh đó nó ở gần mày không làm được gì mày hết trơn á. Thì cái cách của thầy Hai là đang đánh đòn tâm lý cho Tùng, chứ thật ra ông không có luyện gì hết trơn các bạn. Để bùa trên người của Tùng là bảo đảm con tinh nó không có dám ra, tại vì nó biết là kiểu mà cũng có thầy pháp giỏi rồi, cho nên nó sợ nó không dám ra. Mặc dù con tinh nó rất muốn là một cái người giống như một, nó là con mèo mà nó gặp cái cục mỡ như Tùng á, ăn toàn là cái đồ tinh khiết mà lại là thanh niên mới lớn lên nữa, nó thèm thuồng lắm, nhưng mà nó không có dám già nha. Đó thì lúc này sau khi mà đánh cái đòn tâm lý đó rồi và cho là 2 ngày không đi ra, Tùng không đi gõ chiên gõ trống gì cả, cũng ăn ở nhà ngủ nghỉ khỏe vậy đó, thì anh vững tin hơn, anh nói là không sao rồi, Quan đã ra lệnh cho thầy Hai là làm cho mình một cái lá bùa, mà cái lá bùa đó mình có trong người rồi là mình khỏi sợ gì hết. Anh mới đinh ninh rằng chứ anh không hề biết là trong người anh không có bùa các bạn. Thì đúng 2 ngày thầy Hai vẫn đưa qua một cái miếng đồ giống như y như lá bùa vậy đó, mình dòm vô Tùng mừng dữ lắm luôn nha, ôm giữ trong người vậy nè. Dạ thầy Hai, thầy Năm với Quang yên tâm đi, là tối nay là con đi giáp sớm luôn, con đi 2 quận cũng được nữa. Thì Quang mới đưa mắt dòm thầy Hai theo kiểu gật đầu là nó quyết tâm rồi. Nhưng mà dẫu vậy thì anh Tùng anh đi được 1 tuần lễ nữa thì cái dông con tinh nó không xuất hiện luôn các bạn. Nó cũng không làm cái cảm giác gì cho anh Tùng có cái cảm giác là nó dờ mạnh hết trơn á. Và chính vì thời gian lâu như vậy mà không hề bước ra thì anh Tùng anh càng vững tin hơn. Anh nói là rồi thì lá bùa của thầy Hai là quá dữ dằn rồi, là con tinh này nó không dám ra. Rồi mình lại được ăn ngon và mình được thưởng tiền, rồi cha mẹ mình cũng nhờ cái vô đó mà được ăn ngon mà được thưởng tiền theo mình luôn. Anh mới mừng quá, kêu bằng anh sống cái thời gian đó anh rất là mừng. Nhưng ngược lại thì trong cái thời gian trước á, anh Tùng anh lo lắng, anh đi mà anh bất an, anh đi không dám đi á, thì thầy Hai Lỗ á ổng lại thoải mái vô tư. Nhưng mà tới khi mà anh Tùng anh vững tin rồi, anh mạnh dạn rồi, thì thầy Hai lại mỗi đêm mỗi lo, mỗi đêm mỗi căng thẳng. Tại vì thầy biết lần này
nó con tin á, khi mà nó quyết định nó xuất hiện ra đó là nó sẽ xuất hiện ra liền luôn, chứ nó không đợi tới độ mà thập ló hay là nó dình mò gì cả. Cho nên là thầy hai luôn luôn trong một cái trạng thái là cung mà dương sẵn đó, căng não ra mà dương sẵn cung bùa phép của mình, âm binh của mình cũng chuẩn bị thật là tốt mỗi đêm. Bà Tùng thì đâu có hề hay biết cái chuyện đó các bạn. Thì cuối cùng cái ngày, cái đêm mà ghê rợn nó cũng đến các bạn. Là đêm đó đó, anh Tùng cũng phơi phới tinh thần nha. Giống như đây là một cái việc mà anh yêu thích vậy đó. Anh không còn sợ bất cứ một cái gì, chứ anh đi. Anh đi, đi hơn nửa đường rồi thì tới trước mặt anh đó là một cái đoạn đường vắng. Cái đoạn đường này thì vắng đâu cỡ chừng là 200 thước nha. Không có nhà cửa ở và cây cối nó dữ dằn lắm. Nhìn vô rất là âm u và sợ hãi. Nhưng mà đối với anh Tùng lúc này là mình có bùa rồi. Hết sợ, không còn sợ gì hết trơn á. Mà đi bao nhiêu ngày rồi không sợ, mà bây giờ sợ gì, đi thẳng luôn. Thì anh đi vô sâu một đoạn á, thì anh nghe có một cái tiếng rên khiến anh giật mình. Nhưng mà cái tiếng rên này là tiếng rên của một cái người lớn tuổi các bạn. Một cái người lớn tuổi nha, cỡ chừng tuổi cha tuổi mẹ của anh Tùng như vậy. Và cái tiếng rên là rên đau đớn. Cái anh mới hơi giật mình, nhưng mà anh nghĩ ủa sao mà cái tiếng rên này của cái người lớn tuổi ta. Anh mới bước tới mấy bước nữa thì anh mới dòm thấy một cái bóng người. Và cái bóng người này thì ăn mặc theo kiểu là rách rưới nha các bạn. Và đó là một cái người đàn ông đã lớn tuổi rồi. Và ông đang đưa hai cái tay á, ông vịn vào cái chân của mình, ông than đau. Ông nói trời ơi đau quá, ai mà gài bẫy cho tôi không biết, tôi đi vô đây tôi sập bẫy tôi đau quá rồi. Có ai không, ai không, cứu tôi với, cứu tôi với. Thì anh Tùng ảnh mới nghe như vậy, anh mới suy nghĩ nhanh trong đầu nha. Anh nói ơi cái người này là đàn ông mà thầy hai, thầy năm hay là bà con hàng xóm mình nói là có một cái con tinh nó quá thành người nữ để nó dụ mấy chàng trai, và mình là cũng là chàng trai thì con tinh nó muốn dụ mình, nó đâu có gì quá với ông già được đó. Thì lúc đó anh Tùng ảnh suy nghĩ như vậy, ảnh mới nghĩ là không phải rồi, cái này là người rồi. Cái người này chắc là người nào là ở cái làng kế bên hay gì đó, họ đi tới đây họ xin ăn hay gì nọ mà ăn mặc rách rưới quá nè, rồi vô tình họ trúng vào những cái bẫy của bà con ở đây, người ta đặt bẫy thú quan. Thì anh mới đi lại gần, thì trên tay anh đang cầm cái đuốc á, rồi cái tay kia thì cầm cái chiên với cái đuốc cầm chung, rồi cầm cái gõ đang gõ. Đi một đoạn rồi xong rồi mới gõ. Cái anh Tùng anh mới đi lại gần cái ông già này, thấy ông già này mặt mày ông nhìn đáng thương cực kỳ luôn nha. Có thể nói là anh Tùng hồi nào tới bây giờ á, gặp những người già, những người ăn xin này nọ rồi, nhưng mà chưa bao giờ gặp một người nào mà có cái khuôn mặt mà đáng thương, đáng động lòng như cái ông già này hết. Cái anh mới lợi anh cắm cây xuống, và trong lòng anh chỉ muốn giúp đỡ cái ông già này thôi. Thì anh mới lợi anh dòm cái chân á, anh mới dòm cái chân của ông già, ông tay ông ơi, ông nói tôi đau quá chú ơi, tôi đau quá, bẫy nè, cái bẫy nó sập vô cái chân tôi đau quá. Anh Tùng anh mới dòm xuống thì anh mới thấy là cái chân của ông đang bị những cái nhọn á, của cái bẫy á, nó bắn vô, nó dính vô cái chân ông rất là ghê. Trời đất ơi, ông ở đâu tới mà sao mà ông bị cái này, trời ơi đau lắm ông ơi. Tôi đau quá chú ơi, chú làm ơn trầm phước chú cứu tôi thôi, tôi đi tìm, tôi đi ăn xin rồi tôi tìm con gái tôi thất lạc nó lâu dữ lắm rồi. Kêu bằng cái lời nói tới đâu là động lòng anh Tùng tới đó, anh rơi nước mắt tới đó các bạn. Bởi vì con tin mà nó khôn tới nỗi mà nó không quá thành nữ các bạn. Thường ngày nó quá thành nữ ra đi, nó bắt người này người kia. Còn cái lúc này á, mặc dù là nó chịu hết nổi rồi, nó thấy anh Tùng là như cái món ngon của nó rồi, nó rất là thèm rồi, nhưng mà nó vẫn không quá thành cái người nữ, mà nó quá thành một cái người là đang gặp nạn, đánh vào cái lòng thương của anh Tùng á. Cái anh Tùng lúc này là anh không hề phòng bị cái gì hết trơn các bạn. Anh mới lợi nói trời ơi cái này là chú dán chịu đau để con rút ra nha. Con rút ra nha. Thì ông mới la, ông nói tôi chịu không có nổi cậu ơi. Tôi còn một bà vợ nữa, vợ chồng tôi á đi tìm, vợ tôi nó ở trong đây nè, cậu dắt tôi vô trong đó giùm. Cậu cõng tôi vô trong đó đi, vợ tôi hồi đó là thầy thuốc, có nhiều cái thứ thuốc hay lắm, cậu cõng tôi vô giùm đi. Nó dụ anh Tùng cõng vô trong đó là anh Tùng chết đó các bạn. Anh Tùng mới nói anh đâu có biết cái chuyện đó đâu. Anh mới nói mà xa xa không ông,
gần đây nè, đi qua cái đoạn này một đoạn là tới rồi, chú ơi chú cổng tôi vô đó giùm. Anh Tùng anh động lòng các bạn, kiểu mà nó mê hoặc, mà cho nên là những cái lời nói của ổng là đi đánh vào trong lòng trong dạ của anh Tùng á. Anh nói thấy thương ông này quá đi, trời đất ơi, phải cổng ổng mới được. Thì anh mới khom xuống anh cổng. Thì cái lúc mà anh khom xuống anh cổng á nha các bạn, anh mới nghe sau lưng mình sao mà nó lạnh 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 nha. Thì tự dưng cái ông già đó ông hét lên các bạn. Anh Tùng mới tưởng là mình bồng vào đâu khiến cho ông đau. Ông ơi ông có sao không? Thì vừa dứt tiếng cái bóng mất tiêu các bạn. Trước mặt anh, biến mất trước mặt anh luôn. Thì lúc đó thầy hai lỗ nè, rồi thầy năm là chỉ có hai ông thôi. Hai ông chạy tới, rồi có hai ba người lính ở phía sau là chạy phía sau á. Nhưng mà những người lính đó khi mà chạy tới rồi đó thì thấy là ông thầy hai lỗ này á, ông đứng ông đánh, ông múa mai ông đánh, rồi ông quăng bùa rồi ra ông niệm chú này nọ các kiểu. Nhưng mà mấy người lính đó là dòm vô chỉ thấy vậy thôi. Và thấy ông thầy năm á, ông đang đứng ông cũng bắt ắn này nọ đó nghe, nhưng mà ông không có làm mà hì hà, ông không có đánh này ông né kia hay ông làm gì hết trơn á. Ông chỉ đứng một bên theo kiểu giống như là mình dòm vô ông này là cái ông đứng ông chờ chặn vậy đó. Nhưng mà thật ra thì những người lính nó không biết các bạn, bởi vì họ không thấy. Còn riêng thầy năm á là ông thấy rành rọt hết luôn, là ông thầy hai lỗ á, ông đang khiển âm binh của ổng là đang đánh kêu bằng là túa bụi ở phía không phải đánh ngay giữa đường nha, mà dây cái con tinh á, ở trong cái những cái là xung quanh những cái cây cối lớn á, mà người người thường không bước vô đó được đâu, cây cối bước vô đó không có động đậy được. Nhưng mà lúc này thì con tinh đang bị âm binh của cái ông thầy hai lỗ á, dí đánh ở trong. Ông dòm ông còn giật mình á, ông nói mà luyện âm binh mà luyện mà đến độ mà một cái đội ngũ mà cái chục cái âm binh như vậy mà dây đánh con tinh như vậy thì ông thầy hai lỗ này ông còn mạnh hơn là ông thầy năm ông tưởng tượng nữa. Ông chỉ bắt ắn là theo kiểu ông đợi phòng thôi, chứ ông không có giúp ích gì được hết trơn các bạn. Khả năng của thầy năm là không thể nào giúp được thầy hai lỗ đó. Thì khi đó thầy hai lỗ ông khiển âm binh như vậy đó, ông đánh với con tinh ở trong mà ông đánh dữ dằn như vậy đó. Nhưng mà ở ngoài dòm vô thấy ông cũng tỉnh bơ rồi, ông chỉ múa mai này nọ mà ông tỉnh bơ vậy đó. Con cái là thầy năm kêu mấy ông lính là không được lỡ gần. Còn cái anh Tùng lúc này anh quá sợ rồi, mới chạy là cái phía mấy anh lính á. Thầy năm anh mới đi ngược lại cái chỗ mấy anh lính, anh được thầy năm ông đứng ở đó là theo kiểu là ông muốn bảo vệ mấy anh lính này với lại anh Tùng. Còn cái việc mà đánh cái con tinh đó là chỉ để cho ông thầy hai lỗ thôi. Thì trong mắt của thầy năm nha các bạn, ông thấy rõ ràng con tinh đánh không lại các bạn. Nó đánh không lại rồi nó gầm nó thét lên á, kiểu mà nó làm dữ dằn lắm. Thì lúc này á, ông thầy hai lỗ ông thu binh ông lại. Ông thu lại rồi ông đi ra là kêu bằng ông đánh với nó luôn. Ông đánh với con tinh luôn. Ông dùng bùa phép của ông mà ông đánh với con tinh luôn. Tinh đánh không lại ông các bạn. Đánh cũng dữ trời lắm nghe, nhưng mà đánh không lại ông. Rồi nó quỳ xuống nó xin ông. Nó quỳ nó lại nó gian nó xin. Thì ông đi lại ông nói cái thứ tiếng với nó thì thầy năm biết, còn mấy người kia không biết. Nói cái thứ tiếng với lại cái con tinh đó. Mày là mày hại người, mày đi quá thành người đẹp, con gái đẹp, mày đi mày dụ người này, mày dụ người kia ha. Mày từ đâu tới? Con tinh nó trả lời răm rắp luôn. Ông hỏi đâu nó trả lời đó, hỏi đâu trả lời đó, không dám giấu một cái gì hết trơn. Đó thì cuối cùng á là ông thầy hai lỗ này nè, ông mới bắt con tinh á là trả lời những cái phách, những cái hồn mà nó bắt của mấy cái người mà người ta nằm ở nhà. Người ta bị nó rút đó các bạn, rút tinh lực, rút hồn này nọ, rồi mà ta đâu có biết, ta nằm ở nhà thuốc thang chị không hết. Bắt nó trả. Nó trả ra trơn. Và khi mà con tinh mà nó trả ra là nó yếu lại. Nó trả ra những cái thứ đó là nó yếu lại. Rồi ổng mới kêu nó là trả hết luôn. Hồi đó giờ nó bắt của bao nhiêu người nó trả ra riết rồi con tinh yếu xìu sợ các bạn. Rồi nó mới xin ổng, nó gian xin ổng này nọ, nó không dám làm trái ổng cái gì hết trơn. Ổng bắt. Thì lúc đó ông bắt thì cái con tinh này giống như là bây giờ nó chỉ còn là một con quỷ bình thường thôi. Ông mới bắt ông nhốt. Bắt nhốt lại ông nói là thí dụ như bao nhiêu năm đó thì ông sẽ thả nó ra để cho nó quá kiếp, chứ bây giờ là không thả. Rồi thì ông bắt xong ông mới đi ngược trở lại ông dòm thầy năm, mà ông dòm với cái tư cách á là ông thấy tôi chưa? Cỡ ông là không có cái gì với tôi chứ. Cánh mắt đó là nó nói lên cái điều đó các bạn. Nhưng mà thầy năm cũng không có buồn, bởi vì thầy năm nghĩ á cũng nhờ ông thầy hai lỗ này mà bây giờ làng xóm mình đã trải qua được một cái tai biến. Thì sau cái lần đó ông thầy hai lỗ ông định cư ở đây luôn các bạn. Và tiếp theo sẽ có một phần chuyện thứ hai cởi về ông thầy hai lỗ này.
Và các bạn nhớ cho rằng là thầy Hai Lỗ luôn luôn có một cái lời thách thức tất cả những cái ông thầy Pháp, là nếu mà ai giỏi hơn tôi là tôi bỏ nghề, tôi bái người đó làm sư luôn. Thì câu chuyện ở phần 2 của cái tập truyện mà ông thầy Hai Lỗ này, là câu chuyện xa xưa này, là các bạn cũng rất là hấp dẫn. Bảo mời các bạn cùng nghe vào tập tiếp theo của bộ truyện này nha. Còn bây giờ thì Bảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.